Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Tạp chí Giáo dục. Chương trình do VTVCAP sản xuất, phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại thực hiện, được phát sóng trên kênh VTVCAP 6, các ứng dụng OnMe, YouTube OnEdu và fanpage OnEdu Trường học 4.0. Và sau đây sẽ là nội dung của chương trình. Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Theo đó, sinh viên theo học khối ngành này sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu của cơ sở đào tạo. Đồng thời, các sinh viên còn được hỗ trợ 3,63 triệu đồng trên một tháng để chi trả sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Trước sự ra đời của chính sách mới, đại diện các trường đào tạo sư phạm bày tỏ sự phấn khởi. Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Cần Thơ nhìn nhận, nghị định này sẽ góp phần thu hút sinh viên giỏi vào các ngành sư phạm, đặc biệt tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Với mức trên 3,6 triệu đồng trên một tháng sinh hoạt phí này, sinh viên có thể đủ tiền trang trải cho việc học đại học ngay cả ở thành phố lớn. Đồng quan điểm, Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đây sẽ là một trong những yếu tố tạo động lực cho người giỏi vào học sư phạm. Với những sinh viên khó khăn, mức hỗ trợ này sẽ tương đương với thù lao đi dạy kèm thêm bên ngoài. Đó là thay vì vật lộn bên ngoài làm thêm, sinh viên an tâm học tập để đạt kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, theo ông Quốc, tất nhiên, học sinh giỏi chọn học sư phạm sẽ căn cứ vào nhiều tiêu chí. Bên cạnh sở thích bản thân, họ còn nhìn nhận vào chính sách hỗ trợ tài chính và xu hướng tuyển sinh các năm gần đây. Thực tế, với quy định siết đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng ngưỡng đảm bảo đầu vào cho tất cả các phương thức tuyển, thì chỉ người khá giỏi mới theo học được ngành đào tạo giáo viên này. Thưa quý vị, sách giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản của nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương vừa được trao giải sách hay 2020 ở hạng mục sách giáo dục. Sau hơn 5 tháng làm việc nghiêm túc, 7 hội đồng xét giải với 35 chuyên gia hàng đầu là những tên tuổi lớn về từng lĩnh vực đã hoàn tất công tác lựa chọn và tìm ra 15 tựa sách xứng đáng nhất để trao tặng giải sách hay mùa giải năm 2020. Ở hạng mục sách giáo dục, giải năm nay thuộc về hai tựa sách, đó là tác phẩm Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản, tác giả Nguyễn Quốc Vương, và dịch phẩm Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng. Sách Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản, nhà xuất bản Phụ nữ, xuất bản vào năm 2017. Cuốn sách gồm hai phần, Giáo dục Việt Nam và Giáo dục Nhật Bản, Giáo dục lịch sử ở Việt Nam và Nhật Bản. Ở phần 1, tác giả đưa ra cái nhìn so sánh giáo dục hai nước về sách giáo khoa, cơ chế sách giáo khoa quốc định, kiểm định, triết lý giáo dục, với những câu chuyện cụ thể thú vị, có những câu chuyện đang là vấn đề tranh cãi trong nước. Ở phần 2, tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương bàn sâu hơn về giáo dục lịch sử. Anh nói về triết lý giáo dục lịch sử, tại sao học sinh Việt Nam chán học môn lịch sử, học sinh Nhật Bản học lịch sử như thế nào, đâu là lối thoát cho giáo dục lịch sử Việt Nam hiện tại. Một nhóm học sinh, sinh viên ở thành phố Đà Nẵng, nơi từng là tâm dịch của cả nước, đã từ chính cái khó của mình tạo nền tảng xây dựng bài giảng tương tác trực tuyến dành cho thầy và trò. Đó là em Võ Nguyễn Đình Trí, là sinh viên năm 2 của Đại học FPT Đà Nẵng, cùng Phan Đình Cường và Trần Anh Quân, đều là sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin Việt Hàn, và hai học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, triển khai ý tưởng này. Cả năm chàng trai thừa nhận rằng, trong những tiết học online không ít lần các bạn đã ngủ quên trước màn hình máy tính khi giáo viên vẫn đang giảng bài. Đầu tiên, nhóm tích hợp chức năng tạo loại câu hỏi trắc nghiệm ngay trên bài giảng, giúp học sinh kiểm tra, trả lời, tương tác với giáo viên. Công cụ này giúp giáo viên thống kê được năng lực học sinh ngay tại lớp học. Nhiều người nghĩ tương tác qua câu hỏi là cách cổ điển, nhưng thực tế, việc quản lý học sinh, sinh viên không cần phải quá đao to búa lớn mà chỉ cần thông qua những câu hỏi như thế thôi. Ở mỗi slide sẽ có một câu hỏi nên học sinh phải theo dõi bài giảng để trả lời câu hỏi đó. Như vậy, giáo viên cũng kiểm soát một cách tinh tế cho học sinh, Trí bày tỏ. Trí lý giải, vì bài giảng bình thường giáo viên thiết kế trên PowerPoint, phần mềm này không có chức năng phục vụ riêng cho giáo dục nên đa số chỉ là ảnh và chữ. Nhóm sẽ tạo ra phần mềm bổ sung các chức năng dành riêng cho giáo dục. Phần mềm mới của nhóm được ứng dụng công nghệ AR, thực tế ảo tăng cường và phương pháp tiếp cận mô hình 3D giúp bài giảng sinh động hơn và học sinh quan sát trực quan, tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Nền tảng mới sẽ tạo điều kiện cho những người không chuyên công nghệ vẫn có thể thiết kế một bài giảng đẹp nhất, sinh động nhất có thể.
Phần mềm mới cũng giúp chính người học có thể thiết kế phần thuyết trình của mình. Cứ như thế, nhóm ngày càng hoàn thiện dần những tính năng mới cho bài giảng. Đến nay, đã cơ bản triển khai được 70% đề tài. Tổ chức Lao động Quốc tế vừa ra mắt bộ tài liệu hướng nghiệp dành cho học sinh ở lứa tuổi 14 đến 19. Bộ tài liệu được kỳ vọng sẽ giúp các em học sinh đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho tương lai nghề nghiệp của mình sau này. Bộ tài liệu gồm 4 cuốn sách: sách hướng dẫn dành cho giáo viên, sách bài tập cho học viên, sách tra cứu nghề và sổ tay nghề nghiệp tra cứu nhanh. Đáng chú ý, nội dung cuốn sách tra cứu nghề đã được sắp xếp thành các nhóm nghề như ngôn ngữ, phân tích, hình học, màu sắc, thiết kế, làm việc với con người, thể chất cơ khí, đồng thời mô tả chi tiết từng nghề. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, bộ tài liệu hướng nghiệp cho học sinh lứa tuổi 14 đến 19 ở Việt Nam là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Lao động Quốc tế. Năm 2014 đến 2015, bộ tài liệu đã được biên soạn, thẩm định và ban hành. Sau 5 năm triển khai thực tế, bộ tài liệu này đã mang đến một nguồn kiến thức hữu ích cho cơ sở tư vấn định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, không có công cụ nào hiệu quả mãi mãi, đặc biệt là ở một quốc gia và thị trường lao động năng động như Việt Nam. Do vậy, đầu năm 2020, bộ tài liệu này đã lần đầu tiên được hiệu chỉnh cũng như cập nhật thêm nhiều nghề nghiệp thông dụng ở Việt Nam. Đây là một bộ tài liệu hướng nghiệp được thiết kế dành cho các bạn trẻ khi gặp phải những khó khăn trong việc đưa ra quyết định liên quan đến con đường học tập và đào tạo cũng như tương lai của họ. Có những thầy cô giáo dành hơn nửa cuộc đời cống hiến cho ngành giáo dục, vậy mà khi đến tuổi về hưu vẫn chưa ngưng nghỉ mong ước đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp chồng người. Cô Nguyễn Thị Xuân Thân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Everest, thạc sĩ ngữ văn, nguyên giáo viên cấp cao ngữ văn trường Hà Nội Amsterdam, đã có gần 40 năm đứng trên bục giảng và 10 năm làm công tác quản lý tại trường tư thục chất lượng cao Hà Nội. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng cô vẫn miệt mài với công việc tại trường tiểu học và trung học cơ sở Everest với mong muốn tiếp tục dìu dắt lớp trẻ và ươm mầm thế hệ măng non của đất nước. Cô giáo Xuân Thân là một người đầy năng lượng, nhiệt huyết và đam mê. Đặc biệt là tình yêu trẻ ở trong cô đã khiến cô trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Và đặc biệt là tôi, giáo viên trẻ, được học hỏi, được lĩnh hội ở cô rất là nhiều. Cô có một tình yêu và sự nhiệt huyết với lớp trẻ. Suốt từng ấy năm làm công tác giáo dục và từng ấy năm kinh nghiệm trong nghề, cô luôn là người đưa ra định hướng và truyền nhiệt cho thế hệ trẻ kế tiếp sau này. Cô Thân còn là một người vô cùng yêu trẻ con và luôn chăm lo cho thế hệ mầm bằng tất cả tình thương của mình. Từ khi mà vào trường đại học cũng cho đến tận bây giờ, cái tình yêu con trẻ trong cô ấy thì luôn luôn đến tận bây giờ vẫn chưa ngừng, cho nên là khi đi làm là vẫn được tiếp xúc với giới trẻ, học sinh trẻ, thầy cô giáo trẻ cũng là một niềm hạnh phúc của những người như cô. Là mong muốn để được truyền đạt cho thế hệ trẻ, truyền những kinh nghiệm quý báu của mình trong bao nhiêu năm giảng dạy của nhiều cấp để cho các bạn trẻ thực sự là cũng được học hỏi và được những người như có kinh nghiệm để dìu dắt và cũng như là điểm tựa cho các bạn. Dù đã đến tuổi về hưu nhưng cô Thân vẫn rất trẻ trung và luôn hạnh phúc, bởi với cô niềm vui là được tiếp xúc với lớp trẻ, với đam mê công việc của mình. Cô mãi là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Xã hội ngày càng phát triển, thời đại công nghệ 4.0 đang dần đi sâu vào cuộc sống người dân. Chính vì thế, công nghệ áp dụng trong giảng dạy trực tuyến đang được áp dụng nhiều và chắc hẳn bộ môn tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi bàn luận với các vị khách mời về chủ đề này. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, đa số các trường học tại các địa phương đang đẩy mạnh triển khai dạy học trực tuyến nhằm duy trì tiến độ học tập của học sinh với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học. Và ngày hôm nay có 3 vị khách mời. Đầu tiên là cô Trần Thị Hạnh, đại diện của hệ thống Anh ngữ AMES. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, vị khách mời tiếp theo là anh Vũ Hồng Dương, một phụ huynh ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Và vị khách mời cuối cùng là bạn Đặng Minh Nguyệt, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
Và ngày hôm nay với chủ đề là công nghệ trong giảng dạy trực tuyến, thì không biết là hiện nay công nghệ được áp dụng trong giảng dạy trực tuyến đang được thể hiện như thế nào ạ? Như quý vị và các bạn đã biết, trong thời đại 4.0 ngày nay, công nghệ đang được áp dụng càng ngày càng rộng rãi trong các nhà trường cũng như các cơ sở đào tạo. Việc này được thể hiện ở chỗ các giáo viên và học sinh thì ngày càng trở nên quen thuộc hơn với các công cụ giảng dạy hiện đại, ví dụ như là các slide trình chiếu, các bảng thông minh, các kho tài liệu số, các app luyện tập tại nhà cũng như là sổ liên lạc điện tử. Và một phần không thể thiếu mà chúng ta đang áp dụng rất rộng rãi ngày nay trong môi trường giáo dục đó là các chương trình giảng dạy online. Dịch Covid-19 cũng vừa đi qua và chúng ta cũng thấy rằng là việc dạy học online rất là quan trọng cũng như là rất là phổ biến cho tất cả các bạn học sinh sinh viên. Vậy thì không biết với bạn Nguyệt là một đại diện của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, trong quá trình vừa rồi thì em có học online và mình có cảm thấy là việc học online này có mang lại những cái lợi ích gì cho bản thân mình không? Dạ vâng. Trong quá trình học online thì cái lợi ích đầu tiên em thấy đó chính là tiết kiệm thời gian đi lại, em không cần trực tiếp đến lớp nữa. Và em có thể tương tác với giáo viên một cách trực tiếp, em có thể nhìn và hiểu rõ bài giảng hơn, không cần phải nhìn qua bảng. Nhưng mà nhiều khi học online nó có mang lại những cái hạn chế gì cho em không? Dạ tất nhiên cũng có, nhưng mà cũng ít thôi ạ. Tại vì như là em không được trao đổi trực tiếp với các bạn một cách kỹ lưỡng hơn. Và lúc giờ cao điểm thì mạng cũng khá là yếu, thì cũng bài giảng cũng có thể gián đoạn một chút xíu. Còn đâu thì em thấy khá là tiện lợi cho các bạn học sinh. Còn với anh Dương, hiện nay đang là một phụ huynh của một bạn bé, thì không biết trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi, việc học online có gây khó khăn gì cho gia đình cũng như là cho các bạn không ạ? Việc học online thì gây khó khăn thì đầu tiên là nó thấy rất là mới đối với gia đình. Cho nên là tôi cũng rất là lo lắng cái việc các con học ở nhà thì sẽ không tập trung. Và các con học nhiều khi các con có thể là nó không như trong lớp. Trong lớp thì các con có thể ngồi tập trung rồi theo cái sự hướng dẫn của giáo viên. Nhưng ở nhà các con nhiều lúc cứ thích làm gì thì làm. Cho nên là cũng khó khăn. Với thứ hai nữa là các con học ở nhà online, nhiều khi gia đình tôi thì vợ chồng vẫn đi ra ngoài làm việc, cho nên là cũng không thể kiểm soát được hết khi con học nó có chuẩn hay không. Vâng, và không biết là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là xu hướng dịch dần của những việc học online rất là nhiều, từ việc các bạn ý ôn thi luyện tập ôn thi đại học này, cũng như là việc các bạn ý tham gia những cái trung tâm tiếng Anh. Vì vậy không biết là cô Hạnh có thể nói rõ hơn về việc những bạn mà học online bằng tiếng Anh thì nó có sự thay đổi như thế nào? Thực ra thì một lớp học trực tuyến thì nó cũng không khác gì lắm so với một lớp học thông thường. Các bạn học sinh cũng vẫn được truyền đạt các kiến thức từ giáo viên, rồi là các bạn cũng vẫn được tương tác trực tiếp với giáo viên. Chỉ có cái điều khác biệt ở đây đó là thay vì phải trực tiếp đến lớp thì các bạn chỉ cần ngồi tại nhà và chỉ cần sử dụng máy tính hoặc là một thiết bị điện tử thông minh nào đó là các bạn và có thể kết nối với Internet là tham gia buổi học được rồi, mà không mất công di chuyển đi lại nữa. Và những cái phương pháp dạy học trực tuyến này có đang được phát triển rộng rãi ở các trung tâm cũng như là các trường học không ạ? Như bạn đã biết thì vừa rồi do cái tác động của dịch Covid cho nên là tất cả các trường học cũng như là các cơ sở đào tạo, các trung tâm Anh ngữ và trung tâm tin học đều phải đóng cửa. Và do đó thì đã phát sinh ra một cái nhu cầu chung của xã hội, đó là làm thế nào để có thể hỗ trợ được cho con học tại nhà trong thời gian dịch bệnh này. Bởi vì là khi mà các con nghỉ dài hạn như thế thì các con sẽ quên hết kiến thức, và đồng thời là các con cũng không có việc gì để làm tại nhà. Nhiều khi các bậc phụ huynh như anh Dương ở đây thì chắc là cũng sẽ rất lo ngại về việc con sẽ dành thời gian để xem TV hoặc là chơi điện tử. Đó thì nó cũng ảnh hưởng không tốt đến các con. Vì thế cho nên là qua cái đợt dịch Covid vừa rồi thì rất nhiều các trung tâm đào tạo tiếng Anh đã xây dựng nên những cái chương trình đào tạo tiếng Anh online để hỗ trợ cho các con học thêm tại nhà. Ngày hôm nay thì chúng ta có một đại diện của một trung tâm Anh ngữ. Chúng ta sẽ nói đến việc các bạn ý chọn một cái trung tâm Anh ngữ như thế nào để có thể học được tốt tiếng Anh. Chúng ta có thể search Google rồi search trên các trang mạng rất nhiều thì thấy rất là nhiều những khóa học tiếng Anh khác nhau. Thế nhưng để lựa chọn được một khóa học tiếng Anh tốt thì đôi khi nó là một cái cản trở cũng như là một cái khó khăn rất lớn đối với các bạn. Trước tiên là cha sẽ hỏi về bạn Nguyệt, thì không biết là một tiêu chí để giúp bạn chọn được một cái khóa học tiếng Anh đó là gì ạ?
Tiêu chí em chọn khóa học tiếng Anh thì đầu tiên chắc là em sẽ xem qua cơ sở vật chất trước, sau đó đến xem có thể là xem review của các bạn ở trên mạng. Sau đó em xem đến đội ngũ giáo viên, review về đội ngũ giáo viên của các trung tâm tiếng Anh, thì em nghĩ là MS là một trung tâm rất tốt để chúng ta có thể theo học. Vâng, còn với anh Dương thì không biết là lần đầu tiên khi mà anh lựa chọn cho các bạn một cái trung tâm tiếng Anh thì anh sẽ đặt lên những cái tiêu chí gì để có thể giúp các bạn học được ạ? Thực ra thì cái tiêu chí cho các bạn nhỏ như cụ thể như gia đình mình ấy, thì mình đặt cái tiêu chí về cái nội dung bài học cũng như là cái chất lượng. Thế thì cũng tương tự như bạn Nguyệt đây nói đấy, thì cái chất lượng thì mình cũng có thẩm định về vấn đề là các cái thông tin ở trên mạng cũng như là giáo viên. Đấy thì mình cũng chủ yếu là hai cái tiêu chí đấy. Vâng, còn với cô Hạnh thì cô thấy rằng là những cái tiêu chí này đã đủ để cho mọi người lựa chọn được một cái khóa học tiếng Anh tốt chưa ạ? Mình rất đồng tình với anh Dương và bạn Nguyệt ở đây về các tiêu chí mà mọi người đã đưa ra. Đó là thứ nhất là về chất lượng giáo viên, về cơ sở vật chất của trung tâm, về nội dung giảng dạy và chương trình giảng dạy của trung tâm. Tuy nhiên thì mình muốn bổ sung thêm một cái tiêu chí vô cùng quan trọng nữa khi mà lựa chọn một trung tâm đào tạo tiếng Anh. Đó là cái sự tương tác giữa trung tâm với gia đình, với học sinh như thế nào, và cái cách mà trung tâm hỗ trợ cho học sinh trong suốt cái quá trình học tập tại trung tâm như thế nào để có thể nắm bắt được những cái điểm yếu, điểm mạnh của từng học sinh và có những cái sự điều chỉnh cho kịp thời. Bởi vì là không phải cái chương trình học nào cũng có thể phù hợp được với tất cả các đối tượng học sinh, cho nên là luôn luôn cần có sự giám sát, hỗ trợ rất là kịp thời từ phía trung tâm để có thể giúp cho học sinh theo học được một cách hiệu quả nhất. Hiện nay thì theo cô Hạnh thì lớp học tiếng Anh trực tuyến được dạy như thế nào ạ? Hiện tại thì AMES cũng đang xây dựng một chương trình học tiếng Anh trực tuyến online 1:1 với giáo viên bản ngữ. Và với chương trình học này thì nó xóa tan mọi khoảng cách địa lý cũng như là khoảng cách về không gian, về thời gian. Học sinh sẽ chỉ cần có một chiếc máy tính hoặc là một thiết bị điện tử thông minh có kết nối với mạng Internet ổn định để có thể tương tác và học tập với giáo viên nước ngoài. Và thời gian giảng dạy của mỗi một buổi học sẽ là 30 phút. Đây được chứng minh là cái thời gian phù hợp nhất để cho học sinh có thể tập trung cũng như là tiếp thu được các kiến thức từ giáo viên. Trước mỗi buổi học thì luôn luôn có các bạn tư vấn viên cũng như là nhân viên giáo vụ từ phía trung tâm sẽ nhắc nhở và hỗ trợ các bạn học viên tham gia vào phòng học trực tuyến thông qua công cụ là Google Meet. Và trong các cái buổi học này thì cũng đều có cái sự giám sát từ phía nhân viên giáo vụ để có thể là đánh giá được chất lượng của giáo viên, chất lượng của chương trình học cũng như là sự tiến bộ của học viên. Thông qua đó thì trung tâm sẽ có thể ngay lập tức có những cái sự điều chỉnh cho kịp thời và xây dựng được những cái lộ trình học cá nhân hóa để phù hợp nhất với từng học viên. Nhưng mà nhiều khi là ở trên các trang mạng, những cái trung tâm khác thì chắc nghĩ rằng là quảng cáo rất là tràn lan, và nhiều khi các bạn học sinh, sinh viên cũng như là các bậc phụ huynh thì họ chưa có hiểu rõ được, hiểu sâu được một cái khóa học ở đó như thế nào, nhưng mà đã vội đăng ký những cái khóa học đấy rồi. Vậy thì cô Hạnh, cô nghĩ sao về những cái vấn đề như thế này ạ? Mình nghĩ là cái việc lựa chọn một trung tâm tiếng Anh cũng như là một khóa học tiếng Anh cho con là một việc rất là quan trọng. Bởi vì ở cái lứa tuổi của các bạn học sinh ấy, thì cái điều quan trọng nhất là các bạn cần phải có sự yêu thích đối với cái môn học mà mình đang học. Và nếu như các bạn có một cái sự lựa chọn sai lầm thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái động lực học của các bạn, và có thể nó sẽ dẫn đến những cái kết quả không tốt về sau này. Vì thế cho nên mình cho rằng khi mà bất cứ một bậc phụ huynh hoặc một bạn học sinh nào lựa chọn một cái khóa học cho bản thân mình thì nên tìm hiểu thật là kỹ, và nếu có thể thì chúng ta nên đăng ký học thử một hoặc là hai buổi trước khi mà chúng ta quyết định đăng ký khóa học. Nhưng mà nhiều khi có những rất là nhiều ý kiến trái chiều. Có bạn bảo là buổi học thử đó thì trung tâm hay rất là nhiều những cái khóa học khác nhau thì họ luôn cho một giáo viên tốt nhất để dạy, rồi sau đấy, sau cái buổi học thử đấy là một cái giáo viên hoàn toàn khác. Thế nên là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Đấy, cô nghĩ sao về vấn đề này ạ? Thực ra thì
Cũng phải khẳng định rằng điều này thì cũng có xảy ra, tuy nhiên thì nó cũng chỉ là thiểu số thôi. Và tại AMES thì tất cả các giáo viên mà tham gia dạy thử trong buổi học đầu tiên sẽ cũng chính là giáo viên mà sẽ trực tiếp giảng dạy cho học viên trong suốt khóa học về sau này. Nãy khi mà có chia sẻ của cô Hạnh thì cô có nhắc đến việc dạy học trực tuyến 1:1 đối với môn tiếng Anh. Vậy thì không biết với bạn Nguyệt thì bạn cũng đã từng có sử dụng những cái khóa học của bên AMES rồi, thì bạn cảm thấy là việc dạy học trực tuyến 1:1 nó có mang lại những cho bạn những cái lợi ích như thế nào? Bạn có cảm thấy là nhàm chán với môn học này không? Theo em thì việc học 1:1 thì em không cảm thấy nhàm chán một chút nào ấy. Tại vì em nghĩ là khi hai người tương tác trực tiếp với nhau ấy thì em sẽ không bị có một khoảng thời gian nào em bị sao nhãng với mọi thứ xung quanh ấy, thì cái việc học em nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn ấy là học ở trên lớp. Thế nên là em đánh giá cao với việc học trực tuyến này. Còn với anh Dương thì sao ạ? Không biết là ở nhà anh có phải giám sát bạn ấy quá nhiều trong việc học dạy học trực tuyến 1:1 như này không? Với bé nhà tôi thì thực ra là những cái buổi đầu cũng có phải ngồi giám sát, thì các bạn còn nhỏ, các bạn cũng hiếu động và cũng không có sự tập trung cao. Tuy nhiên là với cái phương pháp này thì mình cũng rất là bất ngờ. Rất bất ngờ với phương pháp này thì chỉ vì có một giáo viên và một học sinh đối diện trực tiếp với nhau, cho nên các con cũng dần dần là rất là yêu thích. Và giáo viên thì mình cũng thấy cái sự tương tác gần như là full cái thời gian 30 phút học tập của các con. Chính vì thế các con cái sự tập trung sau từ buổi thứ 2, thứ 3 trở đi là cũng đã thấy tập trung rất là cao rồi. Và hiệu quả cũng rõ rệt. Tuy nhiên không biết là ở bên cạnh việc mà có rất là nhiều lợi ích dành cho các bạn khi mà dạy học học online trực tuyến 1:1 như vậy, còn những cái hạn chế nào mà các bạn ấy rất là khó có thể tiếp cận được với việc dạy học trực tuyến như này không ạ? Tất nhiên là với chương trình học trực tuyến này thì cũng sẽ có những cái mặt hạn chế nhất định so với cả việc học trực tiếp ở trên lớp. Ví dụ như là khi mà chúng ta học trực tuyến với một thiết bị điện tử ngay trước mặt thì các bạn học sinh sẽ có thể là không có được những cái cảm xúc hoặc là cái hứng khởi học tập giống như là ở trên lớp học bình thường. Tuy nhiên thì về cái việc này thì nếu như mà chúng ta sử dụng cái đội ngũ giáo viên có chất lượng cũng như là tận tâm và biết cách để mà tạo hứng khởi cho học sinh, biết cách tương tác với học sinh thì hoàn toàn có thể khắc phục được cái vấn đề về cảm xúc cũng như là hứng khởi học tập của các bạn. Vâng, hiện nay thì việc dạy học trực tuyến 1:1 đang khá là mới, không chỉ là với các bạn học sinh, nhưng mà tôi cũng thấy rằng cũng có nhiều trung tâm cũng áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến 1:1 này rồi. Vậy thì điểm khác biệt giữa trung tâm của mình với các trung tâm khác nó có những cái điểm như thế nào? Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình học online tại AMES so với các trung tâm khác đó là các bạn học viên sẽ được tương tác hoàn toàn là 1:1 với giáo viên bản ngữ. Và bên cạnh đó thì đội ngũ giáo viên mà AMES sử dụng hoàn toàn là 100% là giáo viên bản ngữ và nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ và không sử dụng các giáo viên từ các nước châu Á. Thêm nữa là với cái chương trình học tại AMES thì các bạn học viên sẽ không chỉ được hỗ trợ bởi giáo viên mà sẽ được hỗ trợ rất nhiều bởi các bạn giáo vụ và các bạn tư vấn sẽ luôn luôn túc trực ở trong lớp để có thể giúp học sinh khắc phục được những cái vấn đề của họ trong suốt quá trình học. Nhưng mà lý do tại sao nhà trường cũng như là trung tâm cũng mang cái việc dạy học trực tuyến 1:1 này đến với các bạn học sinh cũng như là các bạn sinh viên ạ? Như bạn đã biết thì hiện nay dịch Covid cũng chưa hoàn toàn kết thúc hẳn mà vẫn còn có các cái diễn biến khá là phức tạp. Vì thế cho nên là tâm lý của phụ huynh vẫn còn rất là e ngại, vẫn rất lo sợ khi mà cho con đến trung tâm để học. Vì thế cho nên là để đáp ứng cái nhu cầu của phụ huynh và học sinh thì trung tâm vẫn triển khai các cái chương trình đào tạo online để cho các bạn học sinh có thể học tại nhà mà phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm. Với cái chương trình học online này thì ở những cái buổi đầu tiên ấy, thì các bạn học sinh cũng như là các phụ huynh cũng có phần khá là bỡ ngỡ và cũng có thể là không tránh khỏi một số những cái trục trặc về kỹ thuật ban đầu. Tuy nhiên thì khi mà đã bước sang buổi thứ hai và đã quen dần với cách sử dụng các cái công cụ học trực tuyến rồi thì mình nhận được các cái phản hồi rất là tốt từ phía phụ huynh, bởi vì là họ nhận thấy rằng trái ngược với những cái lo lắng ban đầu của họ thì với cái chương trình học online này
con có thể tiếp thu được khá là tốt, và thậm chí là còn được giáo viên quan tâm cũng như là được tương tác với giáo viên nhiều hơn so với cả học trực tiếp ở trên lớp nữa. Cho nên là phụ huynh cũng hoàn toàn tin tưởng, và thậm chí là có nhiều phụ huynh cũng có phản hồi với mình rằng sẽ chuyển cho con sang học online hoàn toàn và không cần phải đến trung tâm để học nữa. Và mình cảm thấy cũng khá là bất ngờ về điều này. Và tôi cũng muốn tìm hiểu sâu hơn một chút là việc học online của các bạn có điểm gì khác biệt so với việc dạy học trực tuyến một một ạ? Hiện nay thì có khá là nhiều phương pháp học online. Một cái phương pháp khá là phổ biến và đã được áp dụng từ khá lâu rồi, đó là học viên có thể học thông qua các cái clip và các cái video bài giảng được chiếu trực tiếp ở trên truyền hình cũng như là trên một số các cái website hoặc là fanpage. Với cái việc học này thì các bạn học sinh cũng cảm thấy là đôi khi là các bạn cũng cảm thấy không tìm được cái động lực trong việc học, bởi vì là các bạn không có cái sự tương tác với giáo viên, mà gần như là các bạn chỉ hoàn toàn ngồi trước máy tính để xem một cái video clip thôi. Và nhiều khi thì các bạn cũng hay bị sao nhãng và cũng không có ai đốc thúc để kiểm tra hay là giám sát mình cả. Thế nhưng mà với cái chương trình học mà trực tuyến 1-1 của AMES thì sẽ luôn luôn có cái sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. Giáo viên thay vì là chỉ giảng bài một chiều thôi ấy, thì sẽ có những cái câu hỏi ngược lại để có thể kiểm tra xem là học sinh đã hiểu được cái kiến thức mà mình truyền đạt hay chưa. Thêm vào đó thì giáo viên cũng sẽ hỗ trợ học sinh làm bài tập một cách là trực tiếp. Đấy, thì qua cái việc đó thì giáo viên cũng sẽ hiểu hơn về các cái điểm mạnh, điểm yếu của học sinh mình, và bản thân học sinh thì cũng sẽ tránh được cái sự nhàm chán khi mà học online. Vâng, với bạn Nguyệt thì không biết là trước khi mà các bạn học dạy học trực tuyến online thì bạn có trải qua những khóa học online nào nữa không ạ? Các khóa học online thì em nghĩ là em thường hay xem các video clip ở trên mạng ấy, về các chương trình học ấy. Nhưng em thấy học như thế thì học một lúc thì mình sẽ cảm thấy rất là chán và mình sẽ bỏ ngang. Và có thể mấy ngày sau mình bắt đầu học lại thì hầu như là hoàn toàn là quên vì không có ai đốc thúc cả. Thì sau khi em tìm đến khóa học online này thì được tương tác với các thầy cô, và các thầy cô thì như một người bạn của mình vậy, thì luôn đốc thúc mình học hành và em cảm thấy thực sự hiệu quả. Trong quá trình mà em học trực tuyến một một như vậy thì em có những cái phương pháp học nào mà em cảm thấy là hiệu quả đối với bản thân mình không? Em nghĩ là phương pháp học hiệu quả thì em nghĩ là cũng do chính bản thân mình thôi. Là em nghĩ đầu tiên là phải tự giác là chính ấy. Và em nghĩ là học trực tiếp một một này thì đem đến cho em sự tự giác rất là cao ấy. Tại vì không như là mình là học một lớp 15 người hay là 20 người, mà đây là học một một thì cái ý thức cá nhân nó sẽ được đẩy lên rất là nhiều ấy. Thì em nghĩ là bản thân em cũng phải tự giác về nhà làm bài tập và nộp cho các thầy cô giáo vào cả kết quả và kết thúc khóa ấy. Thì đối với em thì việc học như thế này thì đem đến hiệu quả và tinh thần trách nhiệm của em nâng cao lên rất nhiều. Vâng, còn với cô Hạnh thì không biết là cô có thể chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp học làm thế nào để các bạn có thể học tốt những cái lớp dạy học trực tuyến mức một như thế này ạ? Với cái chương trình học trực tuyến thì đúng như bạn Nguyễn đã nói, đó là nó đòi hỏi cái tính tự giác rất là cao ở mỗi bạn học sinh. Bởi vì là khi mà chúng ta ngồi trước một chiếc máy tính, có rất nhiều những cái sự hấp dẫn khác ngoài việc học, và chúng ta sẽ rất dễ bị sao nhãng và không tập trung vào cái mục tiêu chính của mình, đó chính là học tiếng Anh. Thế cho nên là để mà có thể giúp cho các bạn học tốt thì cũng cần có cái sự động viên, giúp đỡ và giám sát khá là chặt chẽ từ phía gia đình. Thêm vào đó thì các bạn cần phải hiểu được là mình học tốt nhất thông qua cái phương tiện nào. Có người thì sẽ học tốt nhất bằng việc nghe, có người thì lại học thông qua việc đọc, có người thì lại học thông qua việc là dạy lại cho người khác. Thế thì
cái việc mà chúng ta học ở trên lớp với giáo viên nó chỉ là một phần thôi. Những cái kiến thức mà giáo viên có thể truyền tải được cho chúng ta trong vòng 30 phút đó thì nó mới chỉ nằm ở trong cái bộ nhớ ngắn hạn của chúng ta thôi. Đúng như bạn Nguyệt vừa chia sẻ thì cái việc mà học trực tuyến như thế này nó đòi hỏi cái tính tự giác và tính kỷ luật rất cao từ phía học viên. Bởi vì là khi mà chúng ta ngồi trước một chiếc máy tính thì sẽ có rất là nhiều những cái lực hấp dẫn. Ngoài cái việc là tập trung vào học thì chúng ta có thể dễ dàng bị sao nhãng. Thế cho nên là chúng ta cần phải xây dựng được cho mình cái tính kỷ luật cá nhân và cần phải đặt cái mục tiêu của chúng ta lên trên hết. Thêm nữa thì cũng cần có thêm cái sự hỗ trợ, sự giúp đỡ, động viên cũng như là giám sát từ phía gia đình để giúp chúng ta có thể tập trung vào việc học. Ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn ba vị khách mời đã bớt chút thời gian để đến tham dự với chương trình và cho các quý vị khán giả rất là nhiều những cái góc nhìn mới về công nghệ trong giảng dạy trực tuyến. Cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi cũng đã khép lại số tạp chí giáo dục tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.